A về danh Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện ăn tải nghe về Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học tự nhiên và xã hội lớp 3 Bộ sách chân trời sáng tạo Và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu về chủ đề đầu tiên Chủ đề gia đình Bài số 1 Họ nội, họ ngoại trong bài học này thì mục tiêu của chúng mình đó là thứ nhất nêu được mối quan hệ họ hàng nội ngoại thứ hai là chúng mình sẽ xưng hô đúng với các thành viên trong gia đình thuộc họ nội họ ngoại vẽ viết hoặc cắt dán ảnh vào sơ đồ gia đình họ hàng nội ngoại theo mẫu và cuối cùng là các con sẽ bày tỏ được tình cảm sự gắn bó của bản thân với họ hàng nội ngoại được chưa nhỉ? Rồi câu hỏi dành cho các bạn như sau Mình hãy lắng nghe cho cô nào Yêu cầu các con hãy kể tên một số người trong họ hàng của mình à, Các bạn hãy suy nghĩ Kể tên cho cô một số người trong họ hàng của mình Cô lấy ví dụ một số người trong họ hàng của em như là Ông bà nội này Ông bà ngoại Cô Chú Bác gái Dì cậu, anh họ, chị họ hay là em họ, vân vân, rất là nhiều. Các con hãy cùng với những bạn cùng bàn của mình kể tên một số người trong họ hàng của mình nhé. Xem là trong họ hàng của mình sẽ bao gồm những ai này. Được không ạ? Rồi tiếp theo các bạn hãy quan sát cho cô vào hình cưới của bố mẹ bạn An và trả lời cho cô các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là trong hình có những ai? Rồi chưa hết các bạn quan sát cho cô nào. Xem là trong hình có những ai nhỉ? Ở đây các con có thể thấy rằng trong hình có chị gái của bố An này, đúng không? Đây chính là chị gái của bố An này. Tiếp đến là ông bà sinh ra bố An. Hay còn gọi là ông bà nội của bạn An, đúng không ạ? Tiếp đến là bố mẹ của bạn An này. Đúng chưa ạ? Đây là bố bạn An và đây là mẹ của bạn An. Rồi bên này thì cô có ai nhỉ? Ông bà sinh ra mẹ An hay còn gọi là ông bà ngoại của bạn An và cuối cùng là em trai của mẹ An. Đúng chưa? Đây là em trai của mẹ An này. Được chưa nào? Rồi câu hỏi số 2. Cho cô biết là những người nào thuộc họ nội của An và những người nào thuộc họ ngoại của An. À, sau khi thực hiện đã kể xong trong hình có những ai thì các con có thể nhận thấy ngay những người mà đứng ở phía bên tay bên tay trái của bố mẹ an này thì là những người thuộc họ nội của bạn an còn những người mà đứng ở phía bên tay phải của bố mẹ an thì là những người thuộc họ ngoại đúng không ạ mình hãy kể cho cô nhé những người thuộc họ nội cô có này đó là ông bà sinh ra bố an hay còn gọi là ông bà nội của an và chị gái của bố an đúng chưa thì bạn an sẽ gọi là gì nhỉ à, bạn an sẽ gọi là bác gái đúng không còn phía bên tay phải thì chúng mình có đây là những người thuộc họ ngoại của bạn an này đầu tiên cô có là ông bà sinh ra mẹ an đây chính là ông bà ngoại của bạn an còn em trai của mẹ an thì bạn An sẽ gọi là à bạn An sẽ gọi là cậu. Đúng chưa nào? Rồi, vậy bây giờ chúng mình hãy cho cô biết. Bạn An xưng hô với các thành viên trong gia đình họ nội, họ ngoại như thế nào? Ở đây các con hãy cùng quan sát cho cô nào. Xem là bạn An xưng hô với các thành viên trong gia đình họ nội và họ ngoại như thế nào nhé. Đầu tiên cô có đây là ông nội này và bà nội ông bà nội thì có hai người con đó là bố của bạn an và chị gái của bố bạn an đúng không cái chị gái của bố bạn an thì con sẽ gọi là bác gái đúng không tiếp đến cô có gia đình họ ngoại nào chúng mình có ông ngoại của bạn an này và bà ngoại của bạn an ông bà ngoại thì sinh ra hai người con đó là mẹ của mình và em trai của mẹ mình như ở đây bạn nữ có giới thiệu rằng đây là em trai của mẹ và mình gọi là cậu sơn hay nói cách khác là con sẽ gọi là cậu đúng chưa nào thế đây là ai nhỉ à đây là vợ của cậu đúng không vợ của cậu thì con sẽ gọi là con gọi là mợ nhé đúng không nào con của cậu mợ thì chúng mình sẽ gọi là em họ rồi và cuối cùng là gia đình của mình nào bố mẹ thì sinh ra hai người con đó là chị gái và bạn an đúng chưa nhỉ đây chính là chị gái của bạn an và đây là bạn an rồi tiếp đến con hãy nói cho cô biết ngoài bố mẹ em này ngoài bố em này ông bà nội còn sinh ra những ai và ngoài mẹ em, ông bà ngoại còn sinh ra những ai? Nào chúng mình cho cô biết nào. Ngoài bố của mình thì ông bà nội còn sinh ra những ai nhỉ? À, ngoài bố mình thì ông bà nội còn sinh ra em gái của bố này và em trai của bố. Còn ngoài mẹ mình thì ông bà ngoại còn sinh ra chị gái của mẹ này, em trai của mẹ và em gái của mẹ đúng không vậy còn gia đình chúng mình thì sao nhỉ ngoài bố của con ra thì ông bà nội còn sinh ra những ai hay là ngoài mẹ của con ra thì ông bà ngoại còn sinh ra những ai chúng mình hãy cùng với các bạn trong lớp liệt kê phần này được không nào rồi và cuối cùng cô có một phần ghi nhớ nhỏ như sau ông bà sinh ra bố và các anh chị em của bố cùng với các con của họ thì là những người thuộc họ nội còn ông bà mà sinh ra mẹ và các anh, chị, em của mẹ cùng với các con của họ là những người thuộc họ ngoại. Được chưa nào? Mình hãy ghi nhớ cho cô nhé để phân biệt được đâu là họ nội và đâu là họ ngoại. Rồi tiếp theo. Các bạn hãy vẽ, viết hoặc là cắt dán ảnh vào sơ đồ gia đình họ hàng nội, ngoại của em và chia sẻ với các bạn trên lớp bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô điền vào những dấu hỏi chấm còn thiếu được không nào cô lấy ví dụ nhé ông nội và bà nội đúng chưa nào ông bà nội thì có hai người con đó là bố và chị gái của bố thì con sẽ gọi là bác gái chồng của bác gái thì chúng mình gọi là bác trai con của hai bác sẽ là anh họ và chị họ đúng chưa nào rồi bên ngoại thì sao nhỉ bên ngoại cô có ông ngoại và bà ngoại ông bà ngoại cũng có hai người con đó là mẹ và em gái của mẹ thì cô sẽ gọi là gì này chồng của gì thì con sẽ gọi là chú và con của chú gì sẽ là em họ đúng không dù là em trai em gái hay là em lớn này hay là em nhỏ thì chúng mình đều gọi chung là em họ nhé ta không có anh họ chị họ này bởi vì đây là đây là em của mẹ đúng không vậy nên con của chú gì thì chúng mình đều gọi là em họ được chưa nào và cuối cùng là gia đình của mình có bố này có mẹ có em và có chị gái của mình nữa đúng chưa nào đây là cô lấy ví dụ vậy còn gia đình của chúng mình thì sao các con hãy vẽ này viết hoặc là cắt dán ảnh vào sơ đồ gia đình họ hàng nội ngoại của mình và chia sẻ với các bạn trên lớp theo nhóm được không nào rồi tiếp đến chúng mình hãy nêu cho cô quan sát xem là các thành viên trong gia đình bạn an đang làm gì và việc làm đó thể hiện điều gì rồi chúng mình hãy quan sát cho cô trong hai bức tranh này các thành viên trong gia đình bạn An đang làm gì nào? Đầu tiên là ở bức hình số 4. Mình hãy quan sát xem nào. Bạn An nói rằng: "Mẹ ơi, con mang bánh biếu ông bà nhé." À, con thấy rằng bạn An và mẹ của bạn An đang làm gì nhỉ? À, các thành viên trong gia đình bạn An đang làm bánh để mang biếu ông bà, đúng không? còn ở bức tranh số 5 thì gia đình bạn an đang chào hỏi ông bà này gia đình bạn an đang đến thăm ông bà và chào hỏi ông bà cháu nhớ ông bà là mạng đúng không nào vậy thì hãy cho cô biết việc làm đó thể hiện điều gì trong cả hai bức tranh này thì con hãy cho cô biết xem là việc làm đó thể hiện điều gì nào à đó là thể hiện sự quan tâm này sự kính trọng lễ phép và yêu thương của mọi người trong gia đình đúng không nào chú ý là chúng ta không phân biệt họ nội hay là họ ngoại nhé đúng không ạ đối với cả họ nội và họ ngoại thì các con đều phải thể hiện sự quan tâm sự kính trọng lễ phép và yêu thương với mọi người trong gia đình được không nào rồi từ đó chúng mình hãy quan sát cho cô vào tình huống sau đây nếu như con là nam thì con sẽ làm gì trong tình huống sau và vì sao? Ở đây con thấy rằng mẹ đang nói rằng, Nam ơi, dì Hải và em Phương ở dưới quê lên chơi này, thì lúc này bạn Nam đang làm gì đấy nhỉ? À bạn Nam không nghe mẹ nói mà cố ngồi lắp ghép để cho xong ngôi nhà này. Theo bạn thì bạn Nam đúng hay sai đây ạ? Bạn Nam đúng hay sai nhỉ? À việc làm này của bạn Nam là là không nên, đúng không? Khi mà con thấy dì Hải và em Phương ở dưới quê lên chơi Thì con sẽ phải đứng dậy này Ra chào dì và rủ em Phương vào chơi cùng Đúng không? Chúng mình vẫn có thể vào chơi và lắp ghép ngôi nhà này Bằng cách là chúng ta có thể rủ em vào chơi cùng này Nhưng mà tất nhiên là các con sẽ phải đứng lên để chào dì Và... À và rủ em chơi cùng trước Đúng không? Chúng mình không không nên ngồi lắp ghép cho xong ngôi nhà được Vậy thì nếu là nam trong tình huống này, em sẽ đứng dậy ra chào và rủ em Phương vào chơi cùng mình. Em sẽ hỏi thăm gì này, đi đường xa có mệt không và mời gì vào nhà nghỉ ngơi trước đã. Được không ạ? Mình đã hình dung được cho nhà các con chú ý cho cô nhé. Bởi vì khi mà trong thực tế thì rất là nhiều bạn sẽ gặp phải tình huống như thế này. Chúng mình quá mải chơi dẫn đến là không quan tâm đến mọi người xung quanh. Đúng không nào? Rồi. Bây giờ chúng mình hãy trả lời cho cô hai câu hỏi sau. Câu hỏi số 1. Những người trong họ hàng của em thường gặp nhau vào dịp nào? Mọi người thường làm gì để thể hiện tình cảm với nhau? Nào, chúng mình hãy trả lời cho cô, xem là những người trong họ hàng của mình thì thường gặp nhau vào dịp nào? À cô lấy ví dụ như là thường gặp nhau vào những dịp như là dịp Tết này hay là tất niên cuối năm này hay là nghỉ hè hoặc là những ngày đặc biệt của gia đình như là sinh nhật, mừng thọ ông bà hoặc là tân gia đúng không nào? Mọi người lúc này thì thường hỏi thăm sức khỏe của nhau này, tặng những món quà ý nghĩa đúng chưa ạ? Vậy còn con, con đã làm gì để thể hiện sự quan tâm yêu quý đối với những người trong họ hàng của mình. Nào chúng mình đã làm gì để thể hiện sự quan tâm này? Yêu quý đối với những người trong họ hàng của mình nhỉ? À, các con luôn hỏi thăm sức khỏe của ông bà và mọi người trong gia đình này. Vào dịp sinh nhật sinh nhật của mọi người thì à, con sẽ tự tay chuẩn bị những món quà ý nghĩa để tặng cho họ. Đúng không? rồi vậy còn chúng mình thì sao chúng mình làm gì để thể hiện sự quan tâm và yêu quý đối với những người trong họ hàng của mình hãy cùng với các bạn trên lớp chia theo nhóm để chia sẻ những sự quan tâm yêu quý của mình nhé được không nào rồi và cuối cùng trong bài học ngày hôm nay mình ghi nhớ cho cô rằng em yêu quý quan tâm những người trong họ hàng bên nội và bên ngoại của mình À, có nghĩa là các con sẽ phải yêu quý và quan tâm đồng thời cả họ hàng bên nội và bên ngoại. Chúng mình không phân biệt hai bên nội ngoại nhé. Được không ạ? À? Vậy là bài học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về rách.